Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng bạn Tôm ra công viên nha. Xem có những con vật gì xuất hiện ở đây nào. Đây là khủng long. Khủng long gì đây bạn Tôm? Đây khủng con khủng long đuôi dài. Khủng long đuôi dài à? Ui, đây là con gì nhỉ? Godzilla. Godzilla, đúng rồi. Godzilla này đang tập võ à? À, đang tập thể dục các bạn ạ. À, Godzilla đúng đang buồn ngủ, đang tập thể dục đấy. Công nhận công viên này có nhiều con vật thật đấy. Ui, đây là con gì? Khủng long ba sừng. Khủng long ba sừng à? Khủng long ba sừng đang đi đâu đây? À, khủng long ba sừng đang đi tìm để ăn thịt. Tìm thức ăn đấy. May quá bạn Tôm đi ra không nhìn thấy rồi. May nhỉ. Ui, đây là con gì đây? Khủng long gai à? Trời ơi, khủng long gai đang dọa bạn Tôm này. Chạy. May quá, chúng biến mất rồi. Tiếp tục lại con gì đây? Đâu rồi? Đây rồi. Đây là con chó. Khủng long xương tấm. Khủng long xương tấm này có cái mồm như là con cá sấu ấy các bạn ạ. À. Ui, lại một con gì? Godzilla. Godzilla, đúng rồi. Một chú Godzilla rất chi là hung dữ luôn. Ôi, con này ăn con gì đây? Ăn con khủng long rồi. Sao khủng long lại ăn thịt khủng long nhỉ? Đây, con chết rồi, nó ăn. Đúng rồi, con đấy bị chết rồi. Nó khô ràng quá. Ui, lại là một con khủng long gì đây? Khủng long xương tấm. Khủng long xương tấm này không giống con khủng long xương tấm lúc trước à? Đúng rồi, lại có cả Godzilla luôn. Rất chi là nhiều. Sao Godzilla lại không phun plasma? À, Godzilla này đang gầm gừ thôi con ạ. Chưa phun plasma luôn. Chưa phun à? Đúng rồi, con khủng long xương tấm này nó gầm gừ kinh không? Có cái mồm rất chi là sắc nhọn luôn. Ok, vậy là hết rồi. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn. Kết thúc rồi.